Ôi, chào bạn, ngày mới thật vui vẻ. Mình sáu giờ mình đứng cái nha bạn. Bạn nhìn thấy cái hố này đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn, không biết có được. Ui, dòng muốn nó rảy mi rảy mút nha bạn. Cái ao này muốn hết nước rồi nha bạn, nó tầm hai con đấy bạn nhìn đấy, hai con đi nhỏ nó không to lắm. Đây, quay cho bạn ao cỏ đánh cái vì chỗ này hôm nào đi qua mình đánh theo nha bạn. Cái này hơi nổi nhưng vẫn được luôn nha bạn, vẫn được luôn, nó không đầy ống luôn, mà hôm nay không được cái nào đầy ống luôn, nó chỉ nặng nặng chứ nó không được đầy ống. Hôm nay đánh nó không khí lạnh và nó thời tiết nó hơi thay đổi. Cái này được hai ba con ạ. Tiếp theo toàn ao cỏ nha bạn. Ui, đi nha. Đây là mình đánh lại, qua có xưa có một anh đồng nghiệp đánh ở đây, mình không tiện nói tên. Nhìn thấy đi vào lối này một có vết đuôi lươn nha bạn. Đấy, thụt ở trong chỉ được một hai con vì mình đánh lại mà lại nó vẫn khác, miễn là không xịt là được. Cái này thì là cái cuối của cái lối này, còn lối sau nữa mình quay cho bạn xem. Cái này chắc xịt, cũng không xịt luôn. Đây này, cho bạn xem nó trong ống này. Đấy, bạn nhìn thấy không, nỗ ấy cứ một hai con không được hơn. Rồi đến thì điểm tiếp mình quay cho bạn xem cuối cùng nha bạn. Đây bạn nhìn này, rõ của người già này bạn nhìn này, rõ này. Mình vẫn đánh cả rõ lươn của người ta đấy bạn. Mình ấy không làm thế. Hai bà con nha bạn, tới đấy, ở trong nha bạn. Dưới nha bạn. À, được cái. Cho ra đây. Cái được một con. Bài đẹp thế mà được một con nó cạn luôn nha. Được đúng một con. Kia nó có người mình không quay được rộng cánh nha bạn. Cái xịt nha bạn. Cái lối này hết luôn. Ừ,
thối hết luôn nha bạn. Đánh cứ được một hai con, một là như thế, hai là trực tiếp thay đổi nó ít vào, nhưng mà nối hết luôn là chính xác, vươn lên luôn lên là biết nhá, cái này được. Cái này nặng nha bạn, nặng thôi chứ không được nặng lắm. Cái này cái lưỡi là kết thúc cho bạn. Nó có người mình không có quay được rộng cảnh cho bạn xem, họ đang làm trên. Hai cái xịt, cái này xịt, cái kia xịt, còn một cái nữa. Còn cái cuối cùng nha bạn. Cái này là mình cũng về quê luôn. Cái này đánh cái này không có lườn hết luôn. Đánh 6 cái được 3 cái, 3 cái xịt. Mình về nhà nha, mình chút cho bạn xem nhá. Tiên đây. Cái đầu tiên bom. một con qua rét tí hôm này đánh lại kém hẳn. Ừ. Cá có gì không đấy? Quay sợ không có gì. Không thế thì dí nhầm ống đấy lại xịt rồi. Mình đi đường dài nó ra luôn bạn. Rét cái đánh kém ăn lườn nhỏ ăn nha. Ui giời, được con lươn to. Nay được mấy con lươn to. To thì nó cũng chả to, hôm nay nó rét nó cũng chả có cục, cục lắm. Này chạy vùng núi này rét hơn đồng bằng nha bạn. Vùng núi nó thấp hơn đồng bằng khoảng tầm 2-3 độ. Nay gặp ống nồng nhập và nhìn buồn cười quá vậy. Còn một. Thế này hết người. Ui còn luôn. Luôn màu đỏ đỏ này bạn. Mấy cái liền. Cái xịt. Yeah.
Không anh ạ. Liên nào nhỉ? Không, không, không rõ. Chưa trồng như vậy. Nặng, thiệt tỏi. Cái gì đấy? Không quay đầu. To không quay đầu. Nó không được thì cũng chết. Thế. Nó buồn cười. Không, ông dập cơ, không phải ông. Ông dập cơ. Cạn hết nước. Khó đánh như này, khó đánh. Chả là cái nào đấy căng. Rét nó vào kém. Không cần đâu, nuôi to nó không ra được. Đấy cây đấy. Ông chát quá. Bằng nhưng mà bằng ấy ạ. Đấy nườn to đấy. Để cho nườn đỏ chót. Nườn đỏ chót đấy bạn. Úi giời, ba vẫn còn rồi. Này đánh lâu lắm, này đánh mẹ kém á. Nó rét được suốt. Ôi giời, hai con là một đấy, chắc được có mỗi cái đấy. Cái đấy cũng nặng nha bạn, lại vẫn chết còn láo thế nhỉ. Toàn nền bụng gõ. Ui, chưa cần nền tổ quá. Bỏ vô cái này, ống người vứt ra ngoài. Này nhiệt chết. Cạn nước mà chết rồi. Như giỏi. Còn 3 4 cái nữa rồi. To quá nó không quay đầu nha bạn.
Đi sớm quá mà buồn ngủ quá. Giờ phải hét run rồi. Run hết cả người. Này chỉ bằng nửa hôm trước rét. Đấy, hết rồi nha bạn. Tổng cộng được người này nha bạn. Rồi các bạn thấy hay nhớ chia sẻ với tôi rồi cho mình. Xin chào bạn. Các bạn video tiếp theo. Mình xin chào nhé.